Tạm gác lại những thông tin về sản xuất kinh doanh hoa, mời bà con cùng đến với giải pháp phát triển cà phê theo hướng sen canh ở huyện Đam Rông. Với lợi thế của một địa phương có thể canh tác nhiều loại cây trồng, bà con nông dân nơi đây đã ưu tiên phát triển các mô hình sen canh. Ngoài việc giúp nông dân đa dạng nguồn thu, sen canh nhất là sen canh trong vườn cà phê còn góp phần tạo ra những mô hình sản xuất bền vững. Thông qua việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Đam Sông đã khuyến khích nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển các mô hình sen canh. Trong đó, bên cạnh cà phê là loại cây trồng chủ lực với gần 13.000 hecta. Nông dân đam rong còn phát triển nhiều loại cây trồng lợi thế khác trong vườn như sầu riêng với diện tích hiện nay là 2.200 hecta, mắc ca gần 1.200 hecta. Ngoài việc nâng cao giá trị sử dụng đất, chứ nông dân có thu nhập thêm hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình trồng sen trong vườn cà phê còn là giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, nhờ ưu tiên đầu tư theo hướng hữu cơ tạo hệ thống cây che bóng chắn gió khoa học. Thống kê, toàn huyện Đam Sông hiện có trên 30% diện tích cây cà phê được phát triển theo hướng trồng sen càng trái các loại, tập trung nhiều nhất ở các xã Đà rờ San, romen, liên Điên Sron, Đà -cờ Nàng, Phi Liên.